bạn gái Phùng Ngọc Huy nhận gạch đá vì thái độ khi nhắc tới chuyện đón con gái Mai Phương qua Mỹ. Thời gian qua, mối quan hệ mập mờ giữa Phùng Ngọc Huy và nữ ca sĩ hải ngoại Đan Kim lọt vào tầm ngắm của nhiều người. Sau gần 3 năm kể từ thời điểm Mai Phương qua đời, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy tại Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều lần bị chê trách vì mãi chưa về nước gặp bé La Vi, con chung với Mai Phương. Phùng Ngọc Huy tiếp tục bị chỉ trích khi thường xuyên khoe ảnh bên bạn gái tin đồn là ca sĩ Đan Kim mà không có chia sẻ gì về động viên con gái. Mới đây Đan Kim gây chú ý khi cùng Phùng Ngọc Huy tổ chức sinh nhật. Cô có phát ngôn được nhận xét là kém tinh tế khi nhắc đến con gái Mai Phương. Cụ thể, trong bài đăng chúc mừng sinh nhật Phùng Ngọc Huy trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Kim chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới ngọt ngào chỉ hai người giữa cô và nam ca sĩ. Nhiều lần im lặng trước nghi vấn hẹn hò, đây được xem là động thái nhằm xác nhận mối quan hệ yêu đương của cặp đôi. Đan Kim gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai tin đồn, kèm theo đó còn bất ngờ nhắc đến con gái cố diễn viên Mai Phương. Happy birthday hot boy Phùng Ngọc Huy, ráng giữ sức khỏe và lo làm ăn kiếm tiền về rước con bé qua đi, chứ không chúng cứ chửi tôi hoài kìa. Sau khi đăng tải, bài viết trên của Đan Kim lập tức gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cô có lời nói kém duyên, cợt nhã khi nhắc đến đời tư của Phùng Ngọc Huy, nhất là đề cập đến bé La Vi khiến người xem khó chịu. Xem ảnh đẹp mà đọc status không thiện cảm. Trong mặt này không xứng đáng làm cha của con bé, suốt ngày rút với gái thì bảo sao người ta không chửi. Từ khi vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Đan Kim, Phùng Ngọc Huy bị dân tình ném đá nhiều hơn. Bên dưới những hình ảnh thân mật của cặp đôi, cộng đồng mạng liên tục nhắc đến cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái La Vi. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ thiếu trách nhiệm và thất hứa với con gái. Thương bé La Vi, thương chị Mai Phương, Huy tồi quá. Em còn bé con, bé sẽ cảm thấy tổn thương, mẹ mất sớm, không muốn bố cùng ai. Tội cho Mai Phương bạc phận để con tội nghiệp mất mẹ rồi, có cha cũng như không. Cố nghệ sĩ Mai Phương qua đời đã được 3 năm, thế nhưng công chúng vẫn chưa hết xót xa khi nhắc đến cuộc đời của cô. Kèm theo đó, một bộ phận của cư dân mạng đã trút sự tức giận lên Phùng Ngọc Huy, kết tội anh là người đàn ông, người cha tệ bạc. Đỉnh điểm là khi Mai Phương lâm bệnh nặng và qua đời, Phùng Ngọc Huy hứng làn sóng chỉ trích nặng nề khi không về nước đưa tiễn cô, cũng không về làm chỗ dựa tinh thần cho con gái La Vi. Trong 3 năm, bé La Vi được hai bạn mẫu nuôi dưỡng tại Việt Nam. Cô bé khiến nhiều người cảm thấy xót xa vì từ bé đã thiếu thốn tình cảm mẹ mất sớm, bố ở Mỹ. Sau khi Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy bắt đầu live stream bán hàng để kiếm thu nhập cá nhân. Anh Tần cho biết muốn dồn sức kiếm tiền để đón La Vi sang Mỹ đoàn tụ với bố. Khi hai cha con qua Mỹ, tôi thích cho bé đi học. Dù có vất vả, tôi cũng muốn có được sự vất vả đó. Tuy nhiên tới nay, lời nói này vẫn chưa thực hiện được.